Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi mùi chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tuổi trong tháng, cẩm nang vượng vận. Xin chia buồn với người tuổi mùi vì vận trình tháng 9 âm lịch này sẽ chẳng thể xuân sẻ được như bạn mong muốn đâu, nhiều sự cố bất ngờ xảy ra có thể khiến bạn trở tay không kịp thậm chí tạo thành áp lực nặng nề khiến bạn chỉ muốn bỏ cuộc đầu hàng dưới tác động của cục diện mùi tuất tương phá các mối quan hệ của bạn thường xuyên gặp phải trục chặt bản mệnh không chỉ không nhận được sự ủng hộ của những người thân thiết nhất mà còn mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp khiến công việc một khi đã lâm vào rắc rối thì khó có thể giải quyết ngay lập tức được con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh cố gắng làm mọi việc dựa theo sức của chính mình khó mà nhờ cậy được vào người khác Chuyện làm ăn cũng không có khởi sắc vào thời điểm này. Bạn khó tạo dựng quan hệ với những đối tác khách hàng mới nên chuyện mở rộng quy mô là vô cùng khó khăn. Lại thêm việc lục đục nội bộ khiến bạn phải giải quyết nhiều vấn đề do đồng nghiệp hoặc cấp dưới gây ra. Bản mệnh luôn rơi vào tình trạng tinh thần căng thẳng, khó có thể tìm ra hướng xử lý khủng hoảng ngay lập tức. Phương diện tình cảm cũng vô cùng ảm đạm, người độc thân tốn nhiều thời gian và công sức cho công việc nên không còn sức để xây dựng các mối quan hệ mới cho mình bạn cảm thấy việc yêu đương vào thời điểm này là phiền phức không cần thiết. Với những người đã lập gia đình, bạn có xu hướng giấu mọi chuyện trong lòng để âm thầm giải quyết chứ không muốn chia sẻ với nửa kia. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về sự nghiệp. Cục diện tương hại sẽ đem tới nhiều điều hung hiểm cho vận trình sự nghiệp của người tuổi mùi. Bản mệnh phải luôn tự nhắc nhở mình không ngừng vươn lên, chớ nên đầu hàng nghịch cảnh hãy coi khó khăn là một phần cuộc sống mình buộc phải vượt qua nếu muốn rèn luyện bản thân và phát triển cao hơn gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo thời điểm này bạn luôn phải chịu sự cạnh tranh hãm hại của bạn bè và đồng nghiệp bạn khó có thể tập trung hết sức cho kế hoạch của mình vì phải tốn thời gian giải quyết những lục đụng nội bộ hãy luôn chú ý cách cư xử của bản thân dù có rơi vào tình huống nào cũng chớ nên nóng nảy quá mức gây thù chuốc oán thêm với mọi người xung quanh Nguyệt lệnh Lâm Suy khuyên bạn nên luôn kiên định với lý tưởng của mình, nhất là sau khi bạn đã chắc chắn với sự lựa chọn. Dù có không nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, bạn cũng chớ vội nghĩ đến việc bỏ cuộc. Có thể nếu cố gắng đến cùng và gặt hái được thành công, bạn sẽ tạo ra một lối đi mới không trùng lặp với bất cứ ai. Người trẻ tuổi có thể cảm thấy lạc mất phương hướng vì những khó khăn trồng chất trong công việc. Những lúc thế này, bạn nên tìm người có kinh nghiệm và đáng tin cậy để chia sẻ tâm sự đối phương có thể giúp bạn định hướng tương lai hoặc giúp bạn có thêm dũng khí, có thêm lòng quyết tâm để tiếp tục đối diện với nghịch cảnh. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về tài lộc. Con đường tài lộc của người tuổi mùi phủ một màu ảm đạm. Nhiều tác động tiêu cực không ngừng xuất hiện khiến bạn khó có thể tập trung vào công việc của mình, thậm chí khiến nhiều sai sót xảy ra tiền của tiêu tán. Do tương phá gây họa, bản mệnh cần phải cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì liên quan đến tiền bạc chuyện đầu tư kinh doanh vào thời điểm này cần phải thật hạn chế dù có nghe thấy lời rủ dê bùi tay đến thế nào đi nữa bạn cũng chớ nên vội vàng tin theo càng là việc nhàn nhã mà đem lại lợi nhuận cao lại càng nguy hiểm muốn có một cuộc sống ổn định tiền bạc dư giả thì bạn nên cố gắng kiếm tiền dựa trên sức lao động chân chính của mình sức khỏe suy giảm cũng sẽ tốn một khoản kha khá của người tuổi mùi bạn sẽ phải mở hầu bao mua thuốc men chữa chạy vì thế tốt nhất đừng nên bắt mình làm việc quá sức nên tâm sự với người đáng tin cậy để giảm căng thẳng thần kinh cũng may có thái âm cát tinh xuất hiện bản mệnh vẫn có cơ hội để lật ngược tình thế biến thách thức thành thời cơ cho mình tuy nhiên cơ hội này không thường xuyên xuất hiện bạn cần phải thật nhanh nhạy mới nắm bắt được dù quan hệ xã giao có nhiều khúc mắc bạn cũng chớ nên gây thù chuốc oán thêm với người khác nếu bạn chứng tỏ được con người thật sự của mình, chứng tỏ được mình là người đứng đắn thì xung quanh sẽ xuất hiện quý nhân giúp bạn vượt qua khó khăn. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về tình duyên. Con đường tình duyên của người tuổi mùi cũng không có nhiều dấu hiệu sáng sủa hơn nếu so với sự nghiệp và tài lộc. Có lẽ bạn sẽ phải trải qua một quãng thời gian căng thẳng vì không nhận được sự ủng hộ, sẻ chia của những người thân thiết nhất anh em trong gia đình bản mệnh luôn mâu thuẫn với nhau vì những vấn đề lợi ích đôi bên cần thời gian trò chuyện thẳng thắn với nhau chớ nên giữ những điều bất mãn ở trong lòng rồi đem đi nói với người này người khác việc làm đó không chỉ gây tổn thương tình cảm mà còn mang lại tiếng xấu cho gia đình cha mẹ con cái trong gia đình bản mệnh cũng thường xuyên có những ý kiến trái chiều với nhau cách biệt thế hệ khiến đôi bên khó có thể thấu hiểu được nhau hoàn toàn song càng như vậy đôi bên lại càng cần phải cố gắng thấu hiểu và học cách đặt mình vào vị trí của đối phương nhiều hơn hãy dành cho những người thân thiết nhất sự bao dung và ủng hộ như vậy đôi bên mới tạo được động lực cho nhau để cùng tiến lên thái âm cát tinh xuất hiện đem lại ít nhiều dấu hiệu tích cực cho nữ mệnh nếu chú ý quan sát bạn có thể nhận ra rằng mình vẫn luôn nhận được sự quan tâm chú ý của người khác giới bạn nên thử mở rộng lòng mình và cho đối phương một cơ hội, biết đâu bạn sẽ nhận ra đó là người xứng đáng để mình cùng chia sẻ quãng đời còn lại. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về sức khỏe. Đáng buồn là tình hình sức khỏe của người tuổi mùi cũng có dấu hiệu xuống dốc trong tháng 9 âm lịch này. Cục diện tương phá luôn đẩy bạn vào tình trạng căng thẳng, tinh thần đi xuống, chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc nào vì phải dành quá nhiều thời gian giải quyết sự cố nên thể lực của bạn cũng không được như trước đây bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi các căn bệnh lặt vặt cũng thường xuyên xuất hiện hơn thời điểm này bạn cần phải học cách giải tỏa áp lực cho bản thân mình ví dụ như thường xuyên rèn luyện thân thể tâm sự với mọi người xung quanh nếu kiềm nén mọi chuyện trong lòng quá lâu càng lúc bạn sẽ càng trở nên tiêu cực yếu đuối nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu không khỏe bạn không nên tiếp tục cố gắng quá sức nếu có thể sắp xếp thời gian, tốt nhất bạn nên đi kiểm tra sức khỏe, dành một vài ngày để nghỉ ngơi, không nghĩ về công việc. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi. 1. Ất mùi, thuộc mệnh kim, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, chịu nhiều áp lực, không nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân, tuất thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. 2. Đinh mùi, thuộc mệnh thủy, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, việc làm ăn khó khăn, không tìm được đối tác đáng tin cậy. Quý nhân, ngọ, tỵ Tiểu nhân, thìn, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Ba, kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, nên hạn chế tranh cãi, mâu thuẫn với người khác, khiến các mối quan hệ bị ảnh hưởng. Quý nhân, tỵ, hợi. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. 4. tân mùi thuộc mệnh thổ nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết tình cảm nhạt nhòa vợ chồng thường bất đồng quan điểm quý nhân mão ngọ tiểu nhân tý thìn màu sắc may mắn cà phê nâu năm quý mùi thuộc mệnh mộc nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ biến thách thức thành cơ hội quý nhân mão tỵ tiểu nhân tất sửu màu sắc may mắn xanh đen cảm ơn các bạn đã theo dõi video